Su ơi, Su làm gì? Chơi gắt đồ chơi. Rồi, Su gắt cho mẹ coi coi. Sao gắp lại cười? Gấp nhà đi con, gấp nhà đi. Rồi anh Hai ngồi chơi gấp với em đi anh Hai. Giờ con ship tiếp bên hai em đi. Giờ mình sẽ đợi Su làm xong rồi, rồi sẽ quay tiếp cho các bạn. Rồi. Và cuối cùng Su lấy cuốn sách xong một tòa nhà rất cao, rất gọi và cao hơn mình luôn rồi. Giờ qua bên vô nhà đi. Đây. Xin kết thúc video nha các bạn. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn.